Kính chào quý nhà vườn đang xem chương trình nông nghiệp do công ty phân bón Điền Trang thực hiện. Thưa quý nhà vườn, vào mùa mưa, tình trạng các cơn mưa lớn kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh hại phát sinh, gây hại nhiều loại cây trồng. Trong đó, có một bệnh trầm trọng thường xảy ra trên sầu riêng, nhất là các vườn tại khu vực có chân đất thấp đã phát sinh triệu chứng chảy nhựa, chảy gơm. Đây là một trong những triệu chứng của bệnh xì mủ, hay còn gọi là bệnh nứt thân xì mủ do nấm Phytophthora gây ra, được xem là đối tượng bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây sầu riêng, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất cuối vụ. Mới đây, theo báo pháp luật ngày 19 tháng 10 năm 2023, có bài Sầu riêng xì mủ, nông dân ở thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng như ngồi trên lửa. Tại huyện Đạ Hoai, Lưu Hồng Long thống kê có 2.465 hecta chiếm 41,98% diện tích sầu riêng của địa phương này bị nhiễm bệnh xì mủ vàng lá thối rễ. Vậy bệnh xì mủ trên sầu riêng là do đâu và cách nhận diện bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời như thế nào? Bệnh xì mủ thường được gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy thuộc vào bộ phận bị hại như bệnh thối rễ, nứt thân, xì mủ, chảy gơm, chảy nhựa, thối trái. Và tác nhân gây ra triệu chứng trên là do nấm Phytophthora. Vừa qua, bộ phận phòng nghiên cứu và phát triển Điền Trang đã tiến hành thu mẫu bệnh xì mủ tại một số nhà vườn sầu riêng tại Đạ Hoai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Tiền Giang nhằm xác định chính xác chủng gây bệnh. Dựa vào phương pháp bẫy nấm Phytophthora bằng cánh hoa hồng đỏ và quan sát chiếc kính hiển vi, gần 70% tổng số mẫu bệnh có sự hiện diện của nấm Phytophthora. Tại sao nấm Phytophthora lại nguy hiểm và lây lan nhanh? Đó là vì nấm Phytophthora sản sinh bào tự động. Những bào tử này di chuyển được trong nước. Khi gặp điều kiện thuận lợi như gió to, mưa nhiều, bào tử nấm sẽ lây lan và phát triển rất mạnh. Vườn bị ngập úng càng lâu thì áp lực bệnh càng lớn. Bào tử nấm có thể tồn tại trong đất 1 đến 2 năm, có khả năng thích ứng cao và tồn tại trong điều kiện bất lợi. Bên cạnh đó, một số yếu tố làm gia tăng sự phát triển của nấm gây bệnh xì mủ sầu riêng như lạm dụng phân hóa học, thiếu hữu cơ làm đất chua, kết cấu đất bị thay đổi, hệ vi sinh vật có lợi suy giảm hoặc sử dụng phân hữu cơ chưa hoai mục, mang nhiều mầm bệnh làm suy giảm sức đề kháng cây hoặc gây bệnh cho cây. Đất thiếu độ tơi xốp, thoát nước kém, pH thấp, khi mưa lớn hoặc tưới quá mức thì rễ dễ bị ngập úng, dẫn đến tổn thương rễ, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh xâm nhiễm. Ngập úng cũng làm tăng khả năng lây lan do nấm Phytophthora phân tán nhờ nước. Cây có vết thương do sự tấn công của tiến trùng, riệp sáp, gây ra tổn thương trên rễ và tạo điều kiện cho nấm Phytophthora xâm nhập. Không tỉa cành, tán cây rậm rạp tạo độ ẩm cao, trước tốc độ lây lan nhanh và gây thiệt hại nặng cho sầu riêng. Chúng ta cần phát hiện bệnh càng sớm càng tốt để có biện pháp xử lý, ngăn chặn bệnh kịp thời. Đầu tiên là thường xuyên thăm vườn, quan sát tình trạng sức khỏe của cây và khi cây có các dấu hiệu như trên, thân xuất hiện vết đốm, đổi màu như thấm nước, khác màu với vùng vỏ thân xung quanh, vết bệnh mềm, sau đó trên thân có dấu hiệu chảy nhựa màu nâu. Lúc này, ngay cả khi vỏ thân bị mềm, chưa có dấu hiệu bị xì mủ, cũng phải xử lý ngay vết bệnh, tránh vết bệnh lây lan rộng và sâu vô thân. Nấm Phytophthora có khả năng tấn công được trên lá và quả, do đó chúng ta cũng cần phải quan sát bộ lá và trái. Nếu lá chuyển màu vàng hoặc bị nhũn hoặc rụng theo từng cành hay một phía của cây, có quả có đốm đen bị nứt, phần thịt quả bị thối thì khả năng cây đã bị nhiễm nấm xì mủ. Riêng đối với rễ sẽ khó phát hiện được. Đến khi cây bị vàng lá, rụng lá hàng loạt, cây bị suy kiệt thì giai đoạn này điều trị bệnh rất khó. Cách tốt nhất để chủ động quản lý bệnh xì mủ, chúng ta sử dụng phương pháp bẫy nấm Phytophthora bằng cánh hoa hồng đỏ để đánh giá mức độ nhiễm trong vườn. Phương pháp có độ chính xác 60-70%, ngay cả đối với vườn khỏe thì vẫn có sự hiện diện của nấm xì mủ. Áp dụng phương pháp này để định kỳ kiểm tra vườn sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch phòng ngừa kịp thời trước khi bệnh gây hại cho cây, giảm chi phí điều trị bệnh. Điền Trang hy vọng đã cung cấp cho quý nhà vườn những thông tin hữu ích về bệnh xì mủ để quản lý và điều trị hiệu quả. Giải pháp quy trình 8 bước. Bước 1. Đào rãnh thoát nước, thoát úng rễ, cung cấp oxy, chống ngập rễ. Bước 2. Bón vôi, vừa sát nấm khuẩn và nâng pH. Bước 3. Đục cạo bỏ vỏ cành bệnh, cắt bỏ cành nặng, gom tiêu hủy. Bước 4. Dùng nhiệt khò nhanh sát nấm bệnh. Bước 5. Quét thuốc đặc trị Phytophthora.
sâu lưu dẫn, trị mọt đục cành, niêm chi ly, phun hỗn hợp thuốc trên khắp tán cây. Bước 6, 5 ngày sau, tiêm thuốc gốc lân vào mạch gỗ thân cành 1 đến 3 mũi, 50ml trên mũi, giúp tăng sức đề kháng. Bước 7, 7 ngày tiếp theo, quét chế phẩm điền trang Trico lên vết bệnh, phun lên tán cây, vào gốc. Bước 8, bón phân hữu cơ vi sinh điền trang niêm hoặc Tricomix DT 3-5kg trên gốc, phun niêm Chito và siêu kẽm Anomix Combi giúp cây mau phục hồi. Với giải pháp như trên thì cây sẽ phục hồi sau 2-3 tháng. Lưu ý không bón phân gốc đạm cao giai đoạn cây bệnh, không nên ép xử lý ra hoa hoặc mang trái quá nhiều khi cây đang bệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký kênh Điền Trang để nhận những chia sẻ mới nhất nhé.